Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với mọi người một cái chủ đề là rất nhiều người quan tâm, đó là thành công và giàu có. Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng mong muốn là thành công và sự giàu có. Nếu như ai nói rằng tôi không quan tâm về vấn đề thành công và giàu có thì chắc chắn có thể đang ở một ngôi chùa nào đó. Bằng cách áp dụng những cái nguyên tắc khoa học thì bí quyết để chiến thắng và thành công trong các cuộc thi, hôm nay tôi sẽ chia sẻ thông qua các món ăn. Nếu như các bạn áp dụng những nguyên tắc này, tôi đảm bảo rằng là các bạn sẽ có những ngày mới rất là thú vị và tràn đầy năng lượng. Chính vì vậy, các bạn hãy theo dõi từ đầu đến cuối video clip này nhé. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái thực phẩm mà giúp chúng ta tăng cường sức khỏe, thành công và nâng cao hiệu quả của nó. Cuộc sống của nhiều người thì có vẻ rất là tuyệt vời và thú vị, nhưng bên cạnh đó có những người lên thác xuống gánh. Trong cuộc sống hiện đại thì đó là những cuộc đua không ngừng nghỉ, nhưng mấy ai sống trong cuộc đời chỉ biết thắng hơn thua. Các nhà khoa học đã nghiên cứu về não bộ và khám phá ra một bí mật thông qua tôm hùm ở biển sâu. Tôm hùm đây là một cái sinh vật được các nhà khoa học lựa chọn để thay thế và nghiên cứu não bộ của người, bởi vì là cấu trúc thần kinh của tôm hùm đơn giản và tế bào thần kinh trong não lớn. Tuy nhiên, những con tôm hùm này lại cạnh tranh với nhau để giành giật địa bàn sống. Trong trường hợp mà tôm hùm chiến thắng thì thường xuyên lượng dẫn truyền thần kinh riêng biệt trong não cao hơn so với tôm hùm bình thường. Và trong trường hợp tôm hùm thất bại thì lượng dẫn truyền thần kinh này sẽ thấp hơn so với tôm hùm bình thường. Nếu vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là chất dẫn truyền thần kinh này đóng một cái vai trò gì đó trong việc thắng hay là thua. Nếu mà so với con người thì đối với những người mà có chất dẫn truyền thần kinh mà cao á thì tỷ lệ chiến thắng trong các cuộc cạnh tranh là rất là lớn. Và những người chiến thắng này thì dù ở trong cái trạng thái có cạnh tranh hay không thì họ vẫn tiết ra một cái lượng chất dẫn truyền thần kinh cao. Và từ đây chúng ta đã tiến dần đến những cái bí quyết của thành công rồi đó. Câu trả lời chính là lượng bài tiết của chất này trong cơ thể không thể thiếu. Chất dẫn truyền thần kinh ma thuật này có tên là serotonin. Serotonin đóng một phần vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, như là thèm ăn khó tiêu, mất ngủ, nâng cao năng lực học tập, đến hạnh phúc và thành công. Khi thiếu serotonin thì chúng ta xuất hiện những cái biểu hiện như rối loạn trầm cảm, mất ngủ, hung hăng hay là thèm đồ ăn ngọt. Chỉ cần nhìn những người mà có lượng dư thừa serotonin so với những người thiếu serotonin thì các bạn đã đoán được ngay rằng ai là người có khả năng hạnh phúc và thành công hay nổi tiếng hơn, đúng không ạ? Vậy thì làm cách nào để tăng mức serotonin lên? Và không thể coi đây là một loại thuốc được ạ. Thì tuy nhiên các bạn có thể tăng lượng serotonin bằng cách là tăng những cái chất chuyển hóa thành serotonin, đó chính là tryptophan. Đây là một loại protein. Và bây giờ tôi xin được phép chia sẻ một số những cái thực phẩm mà cung cấp được lượng tryptophan cho cơ thể. Đầu tiên phải kể đến đó là trứng. Cứ 100mg trứng thì có thể cung cấp cho chúng ta là 167mg tryptophan. Tiếp đó là phô mai cũng chứa hàm lượng tryptophan rất là cao. Các bạn có thể làm một món ăn vô cùng đơn giản, đó là cho phô mai vào trứng và chiên nó lên thì cũng có một cái món ăn rất là ngon và chứa nhiều thành phần tryptophan. Và một loại thực phẩm khác nữa cũng có chứa hàm lượng tryptophan cao, đó chính là đậu phụ. Cứ 100g đậu phụ thì có chứa 230mg tryptophan. Những thực phẩm mà giàu protein như thịt hoặc là trong đậu cũng có chứa rất là nhiều tryptophan. Nói đến đây thì các bạn có thể, ây, đây là món ăn thường ngày mà, đúng không? Mặc dù các bạn ăn những cái thực phẩm này thường xuyên, nhưng các bạn sẽ thắc mắc rằng là tại sao tôi không có đủ lượng serotonin trong cơ thể. Các bạn này sẽ có những câu hỏi này đúng không ạ? Khi chúng ta đưa vào những cái sản phẩm thô vào cơ thể thì sẽ có những cái thành phần khác để làm chuyển đổi những cái hàm lượng serotonin trong cơ thể. Và tôi bật mí tiếp cho các bạn đây ạ, 95% serotonin được sản xuất bởi các lợi khuẩn trong đường ruột. Chính vì vậy, điều quan trọng cuối cùng là các bạn phải nâng và tăng cái số lượng lợi khuẩn trong đường ruột. Các bạn hãy ăn nhiều những cái thực phẩm có dầu tryptophan nhé. Đó là những cái thực phẩm như là đậu phụ này, trứng này, các loại đậu hoặc là phô mai.
Và đừng quên bổ sung thêm những chất xơ để chúng ta có một đường ruột khỏe mạnh. Và một điều vô cùng quan trọng là hãy lựa chọn cho mình một loại men vi sinh có chất lượng cao vào sử dụng hàng ngày. Khi đó các bạn sẽ tái hiện được một cái cơ thể của người thành công trong chính cơ thể của chúng ta nhé. Tất nhiên rồi, ngoài cái việc ăn uống thì các bạn cũng nên lựa chọn cho mình một cái môn thể thao để chúng ta vận động vào buổi sáng. Ví dụ như chạy bộ, khi chạy bộ ra ngoài với những cái không khí trong lành thì đây cũng là một cái phương pháp để tăng lượng serotonin. Và đây cũng là bí quyết để các bạn bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng và tự tin. Các bạn nhớ nhá, đừng kể cho ai nghe cái câu chuyện lúc đầu mà tôi kể nhá. Nhưng mà nhớ kể cho con, vì đây là những cái thông tin mà chỉ có chúng ta biết thôi. Nếu như các bạn thấy video clip này hay và hữu ích, hãy để lại cho chúng tôi một lượt like và đừng quên đăng ký kênh để nhận được những cái thông báo và theo dõi video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!